Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng đến Mít Thiên Bảo ở Tiền Giang để xem cái cân thực tế mà kênh điện tử Gia Phát đã giao cho Mít Thiên Bảo nó hoạt động như thế nào anh chị ha. Xem qua kênh điện tử Cân Mít ở vườn Mít Thiên Bảo ở Tiền Giang anh chị ha. Và chúng ta có thể xem nhiều hơn những video này ở website Cân Điện Tử Chăm Sóc, có hẳn luôn một cái chuyên mục là video clip cân mít như thế này luôn. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần kênh điện tử Gia Phát giao nhanh đến vườn mít ở Tiền Giang, ở Hậu Giang, ở Sóc Trăng hay ở Đồng Nai, thì anh chị chỉ cần gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh điện tử Gia Phát sẽ giao nhanh cân này đến cho anh chị nhé. Một lần nữa kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.